Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái dòng pin mới mới về trên shop của mình. Đó là cái pin, không phải pin pin Energizer này đâu nhé. Trong clip trước mình đã có giới thiệu Energizer rồi. Thì trong clip này thì mình sẽ giới thiệu một cái pin mới có tên là ZI5 của hãng Xiaomi nhé. Hãng này là của China. Nhưng mà cái loại pin á thì theo nhà sản xuất công bố là được sản xuất ở Nhật ha. Rồi, thì một set của nó là bao gồm 4 pin này, như cái hộp như này này. Rồi, ở trong này nó sẽ có 4 pin, 2 đen và 2 trắng. Để mở ra cho mọi người xem. Đây, pin đen đây, pin trắng đây. Là size AA ha. Đây, để mình lấy nét. Đây, size AA ha, 1.2. Pin này nó có dung lượng là 1800 mAh. 1800 mAh đây. Là 1800 mAh này. Và số lần sạc được theo hãng công bố là 1500 lần sạc. Đây, 1500 lần sạc. 1500 lần sạc ở đây. Thì với tương ứng với cái dung lượng 1800 mAh và 1500 lần sạc này, thì với cái pin này mình có thể từ xài từ 3 cho đến 5 năm ha. Thì cái pin này ở Việt Nam mình thì mình thấy ít người xài. Thì nhưng mà ở trên các cái trang web của nước ngoài thì nó review đánh giá cái pin này rất là tốt ha. Cái pin này được người ta đánh giá là tương đương với pin Innolux của Panasonic ha. Innolux là rất là xịn, coi như là xịn bậc nhất trong cái hệ pin sạc mà các thành viên mà dùng camera người ta đánh giá rất là cao ha. Mà người ta còn so sánh được với pin này thì chứng tỏ pin này là rất là tuyệt vời ha. Mọi người có hoàn toàn có thể tin tưởng được ha. Thì cái giá cho một cái bộ 4 viên như thế này là 165.000 nhé, không có bao ship. Thì với những người mà có thể mua từ 3 hộp trở lên thì sẽ được 3 bộ như vậy trở lên sẽ được bao ship ha. Còn nếu mà mua một bộ thì không có bao ship. Một bộ pin sạc này size AA này sẽ bao gồm 4 viên ha, 2 viên đen 2 viên trắng. Thì ứng với một viên pin 1800 mAh đây, 1800 mAh đây, thì đây là dòng sạc của nó là trong dòng sạc là 550 mAh, thì tương ứng vào khoảng 4 cho tới 5 giờ thì nó sẽ sạc đầy cái viên pin này ha. Thì khi mà một cặp pin này sạc đầy thì tương ứng với một micro mình dùng á thì nó vào khoảng 7 đến 8 tiếng liên tục. Thì nếu một ngày mình hát chừng 2 đến 3 tiếng thì mình có thể dùng trong vòng 5 đến 7 ngày ha, tùy vào cái khả năng sử dụng của mình và tùy vào khả năng tiêu thụ của từng dòng micro ha. Dòng ăn pin thì nó sẽ nhanh hết pin mau hơn, còn dòng không ăn pin thì nó sẽ lâu hết pin hơn. Thì từ con này thì cái dòng này thì là 1800 mAh, thì nó cũng xem so với dòng này 2000 mAh thì nó cũng không nhiều hơn là bao nhiêu. Thì các cái diễn đàn thế giới người ta còn so sánh được cái pin ZI5 này so với Innolux thì coi như là so với Energizer này cũng như là có thể so sánh được ha. Thì mọi người có thể hoàn toàn tin tưởng được. Nhưng mà cái giá của nó mua sắm nó rất là rẻ. Thì một combo của nó là bao gồm như thế này thì chỉ có 165.000 thôi. Thì so với một bộ này, trong video clip trước mình có đăng là 485.000 phải, 485.000 một set như này bao gồm sạc. Nhưng mà cái sạc đó so với cái chất lượng, so với cái pin này, tổng giá trị của sạc so với pin thì nó không đáng bao nhiêu. Còn so với cái này, những gia đình nào có bộ sạc này rồi, ví dụ như có cái bộ này rồi thì mình có thể mua cái pin này về, mình có thể sạc chung cái bộ này, mình có thể sạc chung luôn được. Tại vì pin này vẫn là Niken Hero ha, NIMH nè mọi người. Đây là dòng Niken Hero thì có thể sạc chung. Đây, dòng này cũng có thể sạc chung được. Như đây, đây có thể sạc được 1.300 mAh nè, tùy dòng nè. Thì dòng với dòng của mình 1.800 thì thời gian sạc có khoảng từ 7 cho tới 8 tiếng nha. Ok, ngoài cái dòng size AA này thì mình còn có cái dòng size 3 chữ A ha. Size 3 chữ A thì nó sẽ nhỏ hơn. Đây, nó sẽ nhỏ hơn. Đây, nhỏ hơn rất là nhiều ha, nhỏ hơn gần như là phân nửa. Thì cái dòng này nó chỉ có 700 mAh thôi. Thì dòng này dùng trong các cái remote máy lạnh, remote TV hay là remote cho cái van số cũng có cái dòng loại này. Size 3 chữ A, nhỏ hơn size 2 chữ A ha.
thì tuy là nó nhỏ hơn, dung lượng nó nhỏ hơn thì thời gian sạc nó nhanh hơn, nhưng mà giá tiền vẫn không đổi ha, khoảng 165.000 nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người ủng hộ số của mình nhé. Thì ai có nhu cầu mua số lượng nhiều hay là cần điều giá như thế nào thì có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại đăng trên màn hình ha, thì mọi việc có thể thỏa thuận được hết, không có gì là khó khăn nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người.